Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thủ đô Viêng Chăn của Lào, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Lào Pani Yathotu. Đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam có Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Bunpon Bút Tạ Na Vong, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào Ếch Xạ Vàng Vông Vi Chít, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng và đông đảo cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và đại diện bà con Việt Kiều tại Lào. Chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhằm tiếp tục phát triển quan hệ truyền thống lâu đời, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, thực hiện các cam kết về trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao của Quốc hội cũng như các hợp tác khác theo tinh thần thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Lào, tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa cơ quan lập pháp hai nước. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trên cương vị Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.